Đừng chết vì đất đai. Quý vị thân mến, khi đất đai ngày càng có giá trị, tấc đất tấc vàng, thì việc tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng nhiều, không chỉ giữa những người xa lạ mà còn cả với những người ruột thịt trong gia đình. Để rồi anh em ruột thịt phải sát xíu nhau ra tòa, lao vào vòng kiện tụng, vừa hao tốn tiền của, vừa sứt mẻ tình cảm gia đình, rất khó hàn gắn. Có rất nhiều câu chuyện đau lòng liên quan đến tình thân ruột thịt bị chia cắt vì tranh chấp đất đai. Thậm chí nhiều vụ án mạng đau lòng cũng đã xảy ra chỉ vì hai chữ đất đai. Quý vị hãy lắng nghe những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, làm giả giấy tờ để hô biến quyền sử dụng đất, cuối cùng mất hết tài sản, mất cả tình anh em. Ông Danh và bà Nghiên có 4 người con. Sau khi dựng vợ gả chồng cho 3 người con đầu và tạo điều kiện cho các con ra ở riêng, ông Danh và bà Nghiên ở chung với người con trai út. Tài sản của gia đình ông bà là một ngôi nhà gỗ 3 gian, trên thửa đất có diện tích 546m². Năm 2001, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi tắt là sổ đỏ, cho hộ gia đình ông Danh gồm vợ chồng ông và người con trai út là anh An. Anh An ở chung và phụng dưỡng cha mẹ già. Năm 2002, bà Nghiên qua đời, anh An tiếp tục sống chung với bố. Năm 2010, anh An ra ở riêng nhưng làm một ngôi nhà gần nhà bố mẹ để tiện chăm sóc người cha già. Năm 2015, ông Danh cũng qua đời vì bệnh tật của tuổi già. Cứ ngỡ khi cha mẹ mất đi, các anh chị em càng gắn bó yêu thương nhau hơn. Nào ngờ dẫn đến cơ sự, anh em phải lôi nhau ra tòa, lao vào vòng kiện tụng. Anh An giọng dầu dĩ nói. Sự việc bắt đầu từ năm 2019, khi ông Ban, người anh kế của ông An, cùng vợ là bà Yến tiến hành xây dựng một ngôi nhà trên diện tích đất của bố mẹ để lại. Quá bất ngờ vì không có sự bàn bạc giữa các thành viên trong gia đình, ông An gặng hỏi mãi mới ngã ngửa khi biết rằng toàn bộ thửa đất đã đứng tên vợ chồng người anh trai, trong khi sổ đỏ được cấp trước đây ông An đang lưu giữ. Sự việc không được giải quyết ổn thỏa giữa các thành viên trong gia đình và tranh chấp càng trở nên gay gắt, dẫn đến phải nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết. Theo các bản án sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân cấp cao, tài sản là thửa đất có diện tích 546m² và ngôi nhà gỗ 3 gian là tài sản chung của ông Xanh, bà Nghiên, ông An và những người đồng thừa kế của bà Nghiên. Vì bà mất năm 2020, không để lại di chúc. Năm 2013, ông Danh bước qua tuổi 83 và bị tai biến phải cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến Bệnh viện Trung ương Huế với hồ sơ bệnh án, đột quỵ, hôn mê, co giật toàn thân, xuất huyết não, phẫu thuật khoan sọ, dõi lưu hai bên. Sau khi ra viện, ông Danh không tự đi lại được, chỉ nằm một chỗ, không còn minh mẫn, không nói được. Điều này được các thành viên trong gia đình và bà con lối xóm xác nhận. Đến năm 2015 thì ông Danh qua đời. Tuy nhiên điều đáng nói, mọi thủ tục làm sổ đỏ sang tên cho ông Ban đều được thực hiện trong giai đoạn này. Lấy lý do sổ đỏ bị mất, ông Ban mang hồ sơ đến cơ quan chức năng để được cấp lại, nhưng lần này là cấp riêng cho ông Danh đứng tên. Từ đây, sổ đỏ tiếp tục được tách thành hai thừa. Một thừa ông Danh tặng cho ông Ban, một thừa ông Danh lập di chúc để lại cho ông Ban. Hành trình chuyển đổi sổ đỏ được bản án Tòa án Nhân dân cấp cao cho rằng thể hiện sự gian dối. Mặt khác, cơ quan cấp đất tại địa phương cũng thẳng thắn thừa nhận việc chuyển đổi sổ đỏ có sự thiếu sót dẫn đến sai phạm. Chính vì vậy, các bản án đã tuyên hủy các quyết định cấp đổi, tách thừa, cấp sổ đỏ và các sổ đỏ đã được cấp. Đồng thời, chính quyền cũng chủ động thu hồi các quyết định sổ đỏ đã cấp. Bên cạnh đó, các bản án cũng chia lại thừa kế,
để mỗi người đều được hưởng một phần tài sản do bố mẹ để lại. Sau khi các bản án được tuyên, cái mất đi không phải là tài sản mà là tình cảm anh em ruột thịt. Một người hàng xóm khi đi dự phiên tòa đã tặc lưỡi. Tại sao lại phải cố làm một việc không đúng pháp luật, trái với đạo lý và làm buồn lòng đấng sinh thành khi đã khuất núi? Trời, rồi đây dòng họ anh em, những người thân thích sẽ nghĩ gì? Tình cảm anh em như thể tay chân còn đâu chứ? Lúc này, sự hối hận đã quá muộn màng. Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta rằng đất đai là tài sản có giá trị nhưng sẽ tan đi theo thời gian. Còn tình cảm ruột thịt, tình cảm gia đình mới là thứ vô hình nhưng vô giá và có giá trị trường tồn. Người đời vẫn có câu, của cải là vật ngoài thân, lúc lìa xa cõi đời này không ai mang sang thế giới bên kia được. Vậy nên, đừng vì một tấc đất mà làm rạn nứt tình thân, để rồi đánh mất đi và không bao giờ có lại được. Câu chuyện thứ hai, giàu có nhưng vẫn quyết tâm cướp đất của anh ruột, đầy gia đình anh không trốn nương thân. Gần 2 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Liên phải sống trong cảnh bất an vì nguy cơ bị đẩy ra đường lúc nào không biết. Trong đơn kêu cứu, bà Liên nói rằng không còn cách nào khác. Cực chẳng đã, bà mới đưa ra vụ việc lên cơ quan chức năng. Bởi những người liên quan đến vụ việc đều là anh em ruột thịt trong một nhà. Chồng mất cách đây nửa năm, bà Liên cùng các con đang phải sống trong căn nhà lụp sụp, nhưng đứng tên của bố chồng năm nay đã 95 tuổi. Còn mảnh đất hợp pháp của vợ chồng bà bỗng dưng lại được chính quyền cấp biệt đỏ cho gia đình người em gái của chồng. Chồng bà Liên, ông Chu Sơn là con thứ hai trong gia đình có tới 10 người anh chị em. Trong đó có 7 chị em gái và 3 người con trai. Năm 1978, gia đình được cấp cho thửa đất số 104 theo quy định. Đầu năm 1979, anh trai cả của ông Sơn hy sinh ở chiến trường. Vì vậy mà đến năm 1982, vợ chồng ông Sơn bà Liên được bố mẹ chồng cho ra ở riêng rồi sinh sống, sản xuất ổn định tại thửa đất này. Đến năm 1995, Ủy ban Nhân dân huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chủ hộ là Chu Sơn. Năm 2000, mẹ chồng bà Liên qua đời. Là con trai lớn, ông Sơn bà Liên đành phải dắt xíu 5 đứa con về nhà bố mẹ chồng để ở, vừa để thờ phụng mẹ, vừa chăm sóc cho người bố đã lớn tuổi. Còn thửa đất số 104 của hai vợ chồng đành bỏ không, cho hàng xóm đến trồng rau. Đến đầu năm 2021, vợ chồng bà Liên sững người khi thấy gia đình đứa em gái chồng là Chu Thị Thu thuê người đến xây cửa hàng kinh doanh ngay trên mảnh đất của mình mà không có một lời xin phép. Sau khi tranh cãi, bà Liên lại càng bất ngờ hơn khi người em gái chồng cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này. Giấy này được cấp từ năm 2004. Ngoài ra, bà Thu còn đưa một giấy tờ chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, những giấy tờ này đều có dấu hiệu bất minh. Cụ thể, tại văn bản gọi là giấy chuyển nhượng đất ở được lập từ năm 2000, có nêu bên có đất chuyển nhượng là ông Chu Tấn Lực, chủ gia đình và ông Chu Sơn, con trai trưởng. Còn bên mua đất là bà Chu Thị Thu và chồng là Lê Văn Thọ. Nội dung giấy chuyển nhượng chỉ nêu ngắn gọn là chuyển nhượng thửa đất này cho vợ chồng ông Thọ, bà Thu với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, theo lời bà Liên, giấy tờ không có giá trị pháp lý bởi ông Chu Tấn Lực, bố chồng, không có quyền đứng ra để bán tài sản của vợ chồng bà. Trong tờ giấy cũng nêu giao tiền cho một người không có thật tên là Chu Lực. Văn bản này cũng không có trong hồ sơ thu thuế ở địa phương. Đặc biệt, chồng bà Liên cho tới trước khi mất vẫn luôn khẳng định ông không hề ký vào giấy tờ này. Hơn nữa, chữ ký của ông Chu Sơn trong giấy tờ này cũng khác xa so với chữ ký của ông trong nhiều văn bản khác mà gia đình còn lưu lại. Sau đó, gia đình bà Thu lại đưa ra một giấy tờ khác gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, hợp đồng này cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cụ thể, ông Sơn trước khi mất vẫn luôn khẳng định chữ ký của mình bị giả mạo một cách cầu thả, cùng với nhiều dấu hiệu sai trái khác. Chồng tôi không hề ký tên, và nếu chồng tôi có ký tên thì cũng không thể bán được, bởi thửa đất này là tài sản hợp pháp của tôi và chồng, nên chồng tôi không thể đơn phương bán được nếu không có sự thống nhất của tôi. Bà Liên nói và cho biết, hiện tại thửa đất số 104 của gia đình bà đang có 2 bìa đất. Thật đáng buồn, bởi vì chỉ vì tiền mà anh chị em ruột thịt sẵn sàng làm giả chữ ký, giấy tờ để biến mọi thứ bằng chứng sở hữu nhà đất thành tên của mình. Để rồi cả gia đình của người anh chị em ruột thịt của mình đang sở hữu hợp pháp bỗng trở nên trắng tay. Thế mới biết, lòng dạ con người có thể vì tư túi lợi ích riêng mà bán cả tình thân gia đình, không mang đến hoàn cảnh của người khác, kể cả máu mủ ruột già. Khó có thể dùng bất cứ lý do nào để biện minh cho hành động này, bởi nó vượt quá xa khỏi luân thường đạo lý, anh em như thể tay chân mà ông cha ta đã truyền lại từ bao đời nay. Câu chuyện thứ 3, lấy đạo lý để ứng xử, tình thân còn mãi. Học vấn không nhiều, lại sinh sống ở vùng nông thôn, nhưng ông Bài Nghĩa vẫn hiểu được đạo lý, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Do vậy khi cha mẹ của ông còn sống có nói miệng với các anh em của ông rằng khi ông bà mất sẽ cho con trai út 1 hecta đất dãy hiện ông bà đứng tên. Khi cha mẹ ông mất không có di chúc, ông và các anh chị của ông vẫn làm thủ tục từ chối nhận di sản để 1 hecta đất đó cho người em trai theo di nguyện của cha mẹ lúc còn sống. Ông Bảy Nghĩa tâm sự, nếu anh em trong nhà sống có tình yêu thương, biết nhường nhịn thông cảm với nhau, thì lời của cha mẹ nói ra khi còn sống, giá trị không thua kém bản di chúc có công chứng hay chứng thực. Lúc đó anh em cảm thấy thoải mái, sống đoàn kết yêu thương nhau, cha mẹ nơi suối vàng cũng yên lòng. Cũng như ông Bảy Nghĩa, ông Trần Huỳnh thì lấy đạo lý làm chú để ứng xử việc phân chia tài sản là căn nhà ở quê do cha mẹ ông đứng tên. Chết không có di chúc cho con của anh trai ông, do cha mẹ ông chỉ có 2 anh em, vợ chồng người anh chỉ có 1 con trai. Vợ chồng người anh trai vừa mất cách nhau vài tháng mà không có di chúc. Lý do ông Trần Huỳnh từ chối nhận di sản của cha mẹ và chuyển hết quyền này cho vợ chồng người cháu, vì ông không muốn chú cháu vì một chút tài sản mà mất đoàn kết. Hơn nữa, cháu của ông ở quê khó khăn hơn do tha phương lập nghiệp, ông không có tài sản để cho cháu khi anh trai mất, thì coi như nhường phần thừa kế đáng ra ông được hưởng cho cháu cũng là đạo nghĩa chí tình. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, khi mà đất đai ngày càng có giá trị, thì những mâu thuẫn nảy sinh về đất cũng ngày càng nhiều, nhất là mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, trong dòng tộc. Và rồi không ai nhường ai, không ai nhìn ai nữa, dù đã được pháp luật phân xử đúng sai. Chỉ vì tranh chấp đất đai mà anh em họ hàng, người thân trong gia đình lao vào vòng kiện tụng, để rồi hao tiền tốn của, tình cảm gia đình theo đó cũng đi xa. Sau những tranh chấp đất đai trong gia đình dòng họ, hậu quả để lại chính là những mất mát về tình cảm không thể bù đắp được. Một thẩm phán từng chia sẻ, tham gia xét xử nhiều vụ án tranh chấp đất đai hay thừa kế có yếu tố gia đình, bà thấy rằng sau mỗi bản án của tòa đều có người thắng người thua, người được người mất. Nhưng nhìn chung, tình thân ruột thịt đều mất đi sau bản án. Nhiều người chỉ vì mấy mét vuông đất mà sẵn sàng vứt bỏ tình thân, máu mủ của mình. Đó là mất mát đáng tiếc nhất từ những tranh chấp đất đai như vậy. Quý vị thân mến, thời buổi kinh tế thị trường, mặt nào đó, tình cảm con người được đo bằng tiền. Điều này không ngoại lệ với những người có cùng dòng máu. Họ sẵn sàng đối mặt, đối đầu và có thể là đối thủ với nhau khi đất đai tiền bạc chưa rõ ràng. Suy cho cùng, đất đai là tài sản có giá trị nhưng theo thời gian sẽ vơi đi.
còn tình cảm ruột thịt, tình cảm gia đình mới là thứ vô hình nhưng vô giá. Đừng vì một vài tấc đất mà làm rạn nứt tình thân, để rồi đánh mất đi và không bao giờ có lại được.